Hello, xin chào cô chú anh chị và quý nhà đầu tư. Mình là Ngọc Thiện, làm việc tại văn phòng bất động sản số 6 Hà Nội. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho cô chú anh chị và nhà đầu tư một lô đất có diện tích là 3.945 m², tọa lạc tại xã Hàm Linh, thành phố Phú Quốc. Lô đất này gồm 2 sổ và chính chủ gửi văn phòng bán. Đây là trục đường chính dẫn tới khu đất mà mình đang ngồi trên ô tô để quay video. Có thể thấy hai bên dân cư đã ở kín, điện đường trường trạm đã được xây dựng đầy đủ phục vụ dân sinh cũng như khách du lịch. Trục đường chính rộng 30m, 2-3 ô tô vẫn có thể tránh nhau được nha mọi người. Từ trục đường chính xã Hàm Linh này tới khu đất khoảng 2-3 phút đi bằng ô tô. Hiện tại đã tới khu đất, mời mọi người cùng mình đi xem thực tế và để biết 4 điểm mốc giới nhé. Ô đất này có vị trí rất là đắc địa và tỷ lệ sinh lời rất cao. Vì sao mà mình nói là đắc địa? Mình xin phép được tóm tắt như sau. Về phong thủy thì lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Về đặc thù kinh doanh thì đông dân cư, gần trường học, nên rất đảm bảo về an ninh cũng như giao thông thuận tiện cho khách du lịch. Mình xin phép được giới thiệu qua về ô đất. Ô đất này có diện tích 3.945 m², gồm 2 sổ liền kề nhau, một sổ 2.000m và một sổ 1.945 m², rất là vuông vắn. Chiều dài ô đất hai sổ này là 70m, mặt tiền đường 50m, mặt tiền sát biển là 58m, chưa tính hành lang biển 50m. Nếu quý nhà đầu tư muốn kinh doanh vẫn có thể sử dụng để phục vụ khách du lịch tắm biển, giống như các resort và các khu sinh thái ở xung quanh ô đất đã kinh doanh ạ. Xung quanh đã được xây dựng hàng rào và tường rào đầy đủ để phân biệt rõ ràng giáp ranh với hàng xóm. Rồi là toàn cảnh thực tế ô đất mà văn phòng em muốn giới thiệu, cũng như mong muốn gửi hình ảnh thực tế chi tiết nhất đến quý nhà, đến cô chú anh chị và quý nhà đầu tư. Cô chú anh chị và quý nhà đầu tư là có thiện chí cũng như muốn tìm hiểu thêm về pháp lý của ô đất, vui lòng liên hệ Zalo số em 0963956256. Em Thiện. Em cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian xem video này của văn phòng em ạ. Em cảm ơn.